bài toán, đó là phép trừ dạng 17 trừ 7. Các con đã sẵn sàng vào tiết học chưa nào? Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu nha. Bạn hãy quan sát trên màn hình. Cô có một chục que tính và 7 que rời. Sau đó cô cất đi 7 que. Vậy cô đố bạn 17 trừ 7 bằng bao nhiêu? Đúng rồi, 17 trừ 7 bằng 10. Bây giờ cô sẽ thể hiện ở trong bảng nhé. Cô có bảng, ở bên trái là hàng chục, bên phải là hàng đơn vị, ứng với những gì cô đang nói hồi nãy. Cô có một chục que tính, cô sẽ ghi số 1 ở hàng chục. Cô có 7 que rời, vậy cô sẽ ghi số 7 ở hàng đơn vị. Cô cất đi 7 que, cô sẽ ghi trừ 7. Vậy 17 trừ 7 bằng? Đúng rồi, 17 trừ 7 bằng 10. Cô sẽ ghi số 10. Các con đã quan sát kỹ chưa nào? Chúng ta sẽ cùng nhau qua bước tiếp theo nhé. Từ bảng đặc tính, cô có 17 que tính, cô sẽ ghi 17. Cô cất đi 7 que trừ 7, cô sẽ ghi trừ 7. Các con quan sát kỹ nha. Số 7 của cô thẳng hàng với nhau và số 1 bên trái số 7 cô gạch ngang. Ở bước này cô sẽ tính 7 trừ 7 trước, tức hàng đơn vị trừ hàng đơn vị trước. Vậy 7 trừ 7 bằng? Giỏi quá, 7 trừ 7 bằng 0. Cô viết 0. Và con hãy quan sát, số 0 này sẽ thẳng hàng với số 7. Ở bên trái số 7 còn số 1 mình chưa tính, cô sẽ hạ 1 xuống. Vậy 17 trừ 7 bằng 10. Các con đã hiểu rõ chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập.